Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình đi bộ từ thiện Lauren Estine lần thứ 9. Chương trình do công ty phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp với một số quận huyện của thành phố tổ chức nhằm gây quỹ giúp đỡ đồng bào nghèo nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Gần 14.000 người đến từ nhiều đơn vị trong thành phố đã tham gia chương trình đi bộ từ thiện Lauren Estine tại khu Hồ Bán Nguyệt, quận 7. Trong lần tổ chức thứ 9 này, chương trình đã quyên góp được hơn 2,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình đi bộ sẽ được trao cho quỹ hỗ trợ người nghèo của các tổ chức chính trị xã hội và các quận huyện trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đi bộ từ thiện Lauren Estine vừa là hoạt động có ý nghĩa giúp đỡ người nghèo đón Tết sum vầy ấm áp, vừa làm phong phú đa dạng các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn.